Xin chào mọi người. 9:08. Nếu đến giờ này, và hôm nay là đâu khoảng cái ngày 12 tháng 4 năm 2004, nếu đến cái thời điểm này mà bạn chưa có tự do tài chính, thì Tiên Academy đã cung cấp dữ liệu data 4 năm rưỡi trời, về tín hiệu thì hơn 14 tháng, để dẫn dắt bạn có được tự do tài chính. Nếu bạn quá ngợp với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, nếu bạn quá mệt mỏi gọi ông kia sếp, ông nọ sếp, thì cái nền tảng này có thể giúp đỡ. Làm sao, đúng không? Làm sao để tìm hiểu? Lên cái nền tảng Tiên Academy YouTube, Tiên Academy YouTube, coi những cái phát triển tuyến vừa rồi, coi những cái kiến thức mình đã lan tỏa cho cộng đồng người Việt Nam hơn 4 năm rưỡi trời. Rõ ràng, ngày hôm nay là ngày bạn phải quyết định, chứ không phải là ngày mai. Hôm nay, ngay bây giờ, bạn phải quyết định bạn là con cừu hay là bạn là con sư tử. Vậy thôi. Ai cũng, gọi là tất cả mọi người, đúng không, đều mong muốn những cái giống nhau, đúng không? Tự do tài chính, của cải, sức khỏe, đúng không? Đi đây đi đó, đi du lịch, trải nghiệm nhiều hơn, vân vân và vân vân. Nhưng bao nhiêu người sẽ tỉnh giấc và thất giấc ngay bây giờ, đã biết là, để biết rằng những gì vừa rồi bạn làm, những cái năm vừa rồi, nó gọi là cái gì? Vớ vẩn. Đặt ra một câu hỏi chính bản thân: nếu 5 năm kế tiếp làm những cái thứ bạn đang làm ngay bây giờ, nó dẫn dắt bạn tới được tự do tài chính, tiếp tục làm nó. Còn không có được cái sự trả lời là không, thì bạn nên lên trên cái nền tảng Tiên Academy YouTube, coi những cái phát trực tuyến, bắt đầu coi những cái video mình đẩy ra cho cộng đồng người Việt Nam hơn 4 năm rưỡi trời. Mình đã nói là những cái tuần tới đây, những cái ngày và những cái tuần tới đây là giai đoạn quan trọng nhất. Bạn có thể nhân cái tài khoản của bạn lên vài chục lần như vậy. Những ngày, những tuần, những tháng tới đây chỉ có vậy thôi. Và sau đó là cái cơ hội nó đã biến mất. Thì ngày hôm nay là bạn phải tỉnh giấc, đúng không? Phải trả lời cho chính bản thân của bạn, nhìn bạn vô cái gương trước mặt, nghiêm chỉnh và nhìn vô cái gương và hỏi: bạn là những con cừu hay là bạn là những con sư tử? Và cái quyết định đó chỉ có bạn có thể quyết định được thôi. Nếu bạn còn những con cừu, cứ tiếp tục làm những cái gì bạn đang làm, cứ tiếp tục xếp hàng, cứ tiếp tục đi vô lò mổ, cứ tiếp tục cơm áo gạo tiền. Còn nếu mà bạn có thể đánh thức được cái con sư tử chính trong bạn, và ai cũng có một con sư tử như vậy, thì bạn mới trở thành được những người giàu có. Ở đây mình đã làm công việc khó cho bạn rồi. Một ngày mình làm mười mấy tiếng để cung cấp giá trị tín hiệu cho cộng đồng người Việt Nam. Bạn chỉ dùng nó để áp dụng. Nhưng cái đầu tiên á, là phải là thay đổi bằng cái tư duy. Thì bạn là sư tử hay là bạn là những con cừu? Chăm hết. Bạn nghĩ là bạn có thể làm được hay là bạn nghĩ là bạn không làm được? Nó bắt đầu từ cái suy nghĩ là đầu tiên. Vậy thôi. Xin chào mọi người.